đó mình đã tìm được hạnh phúc, nào ngờ toàn gió trá và được bi thương. Người tình bán đứng với lưng bội bạc, thay lòng đổi dạ cho một nốt nhạc. Ngày xưa vì lỡ đêm rồi say mê, bao yêu thương oan trái giờ thành hư vô. Mình đã tìm được hạnh phúc, nào ngờ toàn dối trá và được bi thương. Người tình bán đứng với lưng bội bạc, thay lòng đổi dạ cho một nốt nhạc. Ngày xưa vì lỡ đêm rồi say mê, bao yêu thương oan trái giờ thành hư vô.
mình thì làm liều cầm tạm vòng vàng lấy vốn để tài chế thêm một lần nữa refill. Chắp tay cầu xin thần tài cho con năng lực như thần bài, cho con thêm niềm tin may mắn, con còn muốn mất cả chị lẫn chài. Trời ơi, 2 giờ sáng rồi. Nương tử nhà ta rất nhát gan, giết gà còn không dám, sét đánh còn sợ, thấy máu là ngất, thấy đánh nhau là tránh. Vậy sao? Chúc mừng em, người nhà em đã gả em cho một người sắp chết vì 185 tỷ. Hả? Người sắp chết gì? Chính là anh Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản mệnh của em. Sự sắp đặt của người nhà, hãy ngoan ngoãn gả đi. Còn đến trung tâm thương mại nhà họ Lâm của chúng tôi mua giày cô mà xứng à? Chồng cô còn khỏe không? Nghe nói sắp chết rồi. Xem ai dám bắt nạt em ấy. Tất cả những gì phu nhân thích cứ mua hết. Mua luôn tập đoàn nhà họ Lâm dưới danh nghĩa vợ anh. Những người còn lại cút hết. Vợ của Ngôn Nhất Trì không cần nhịn bất kỳ ai.